Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web Phan Kim Tú com. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video nhỏ nhỏ thôi về cái phần mà làm nổi khối, chất liệu nổi khối á, cho đối tượng. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái phần đây. Rồi tôi có một cái hình mô hình mẫu như thế này. Rồi nếu ban đầu nó chưa bật lên thì ta sẽ click vào đây để cho bật lên. Rồi click vào option rồi bạn, click vào đây cho nó nổi khối lên. Rồi thì cái này được gọi là cái mặt phẳng thôi. Rồi tôi cho nó thêm cái chất liệu basic này lên vậy thôi. Rồi cái chất liệu này thì nó được để được nổi khối như bên option như thế này thì tôi mở cái phần chất liệu lên. Thì trong cái phần chất liệu này thì tôi sẽ cái phần mà basic này ta đang mở bên chất liệu của bên Cinema 4D các bạn. Thì ta vận dụng cái phần mà display man nè bạn. Display man là nổi khối, nhưng mà nổi khối theo cái dạng là cái hướng giống như là hướng cái góc 90 độ bạn, hướng thẳng lên vậy đó, hình như dạng bậc thang như thế này. Thì cái display man này thì tôi chèn một cái bức ảnh trong cái phần tester nè bạn. Một chèn một bức ảnh rất là đơn giản thôi đó. Chỉ là bức ảnh là có ba màu là màu trắng và màu xám và màu đen. Thì cái màu trắng là cái phần mà nổi khối ở trên cao nè bạn, màu xám là ở giữa trung tính, màu đen là cái màu nó bị lõm xuống, mà nhìn nhỉ, ha, lõm xuống so với cái màu phẳng ở bên hông nè. Đây, đây chính là giống như là cái mặt ngang đó nè, màu xám ở chỗ này nè bạn, màu trắng là cái phần nổi khối lên nè, còn màu đen chính là cái phần nó bị nhấn xuống nè bạn, thấy chưa? Hiện tại vận dụng cái display man này đang ở trong cái chất liệu của phần mềm Cinema 4D, thì đơn giản vậy thôi. Rồi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là bạn có thể chỉnh cái stand, chỉnh cường độ nè. Nó khó nhiều, nó ít á. Thấy chưa? Rồi, rất là đơn giản thôi. Thì giả sử như giờ tôi cho cái chất liệu này lên cho cái... tôi thay thế chất liệu này bằng chất liệu này đi. Rồi. Thì chất liệu này á, thì anh sẽ nhìn là nó như thế này. Đó, thấy chưa? Rồi để tôi coi cái phần setting chúng ta đến ta tôi lấy cái mẫu như vậy, mẫu 128 directing lining. Rồi thì cái này là cái mặc định của phần mềm rồi, cho nó nhanh á, nó lấy cái phần mẫu phương pháp lấy mẫu cho nhanh. Ta sẽ bật cái này lên. Thì đây là cái chất liệu này cũng tôi tạo bên trong cái phần mềm Cinema 4D chúng ta. Thì tương tự vậy, chúng ta chỉ cần cái trong cái display man đó bạn. Các bạn sẽ cộng cái chất liệu vào đây. Cộng cái chất liệu vào đây. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cộng chất liệu này vào thì bên ngoài đây các bạn chỉnh cái intensity là cường độ, cái độ phân giải của cái bức hình chúng ta là tới 8192 x 8192, hệ mà sRGB đó. Nó chỉ đơn giản là màu xám và màu đen các bạn, như là trắng xám và màu đen đây, nói chung là trắng đen á. Thì màu trắng thì nó sẽ lồi lên và màu đen thì nó sẽ lõm xuống, chỉ đơn giản như thôi các bạn. Và cái bức ảnh tôi có độ phân giải rất là cao, 8000 mấy đây. Rồi thì các bạn có thể rồi chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ cái phần chúng ta sẽ tôi mở cho bạn cái file bên một cái file khác đi. Đó, thì nói chung là cái phần mà display man là gì đó bạn, nó sẽ làm chúng ta nổi khối như thế này, gồ ghề như thế này, màu trắng thì nổi lên, màu đen thì nó lõm xuống vậy thôi. Rồi giả sử như tôi mở cho bạn xem một cái file khác là cái file cái file này bạn thấy chưa, file này thì ta kiểm tra coi cái chất liệu này tôi cũng tạo bên Cinema 4D luôn nè bạn. Thì cũng tương tự vậy thôi, chúng ta chỉ bật color là màu thì mặc định rồi, reflection là phản chiếu, còn cái display man là cái phần mà gồ ghề. Thì cái gồ ghề thì chúng ta sẽ có ba cái kênh để làm bạn, pin nè, nopal và display man. Nó mô thì chúng ta mịn màng hơn, ta thường hay làm cho chiếc xe sơn xe bạn. Còn pum là thường làm nổi khối hay là những cái mà bề mặt mà nó giống như là bạn lấy móng tay bạn cào trên mặt gì ha, những cái chi tiết mà nó bị rách, bị nhỏ nhỏ thôi ha. Còn display man là chúng ta tạo ra những cái đường rách nó lớn hơn, những cái đường mà gồ ghề gì đó nó lớn hơn. Rồi thì trong đây thì tương tự vậy, chúng ta sẽ chèn vào đây một cái bức ảnh hình vào trong đây tester nè. Sau khi chèn xong thì chúng ta chuyển nó sang cái dạng posterize dàn ảnh đó bạn. Rồi thì ta được như thế này. Thì hiện tại cái độ phân giải mà chúng ta đang xem là 128 thôi.
128 thì nó hơi ít nên nên nhìn nó hơi. Ta chuyển đi, ta chuyển thử cái này sang cái dạng sẵn này tôi hướng dẫn các bạn cái cách ta chuyển từ chất liệu Simaphody sang chất liệu của bên Octane luôn ha. Thì bạn rất là đơn giản. Thì cái này chúng ta đang hiện tại đang áp dụng bên trên cái mặt phẳng len trên đây nè các bạn. Đó. Rồi ta sẽ chuyển bằng cách ta lít cho phải lít vô trong material đây. Trong đây thì nó sẽ có cái phần convert material ha, convert nghĩa là chuyển qua lại các bạn, chuyển từ chất liệu Simaphody qua Octane, ngược lại chuyển từ chất liệu bên Octane qua Simaphody. Hiện tại chúng ta đang có cái chất liệu bên Simaphody nè, ta lít vào đây. Rồi, thì nó sẽ tự động tạo chúng ta một cái chất liệu mới bên Octane. Thấy chưa? Octane nó mới có node nè. Rồi, thì cái tự động trên đây nó sẽ up cho chúng ta chất liệu bên Octane luôn. Cái này thì bạn xóa ha, xóa còn không tin thì giờ ta sẽ lít vào đây nè, ta sẽ dùng cái chức năng là xóa những cái chất liệu mà không cần dùng đến. Thấy chưa? Thì đây nó sẽ xóa. Rồi, chất liệu này chúng ta đang phần mềm tự động chuyển chúng ta luôn nè, thấy chưa? Rồi. Thì trong đây thì bạn sẽ lưu ý cho tôi là chúng ta phải tìm trong đây thì mặc định nó đánh dấu check hết rồi bạn. Bên Octane đó chúng ta phải list từng cái thì chúng ta biết có cái nào nó có thay đổi không, nó hơi có cái bất tiện chỗ đó. Thì cái list management này bạn, nó đã thay chúng ta cái bức hình hồi nãy nè, thấy chưa, bức hình hồi nãy. Nhưng mà trong cái phần mà Octane này á, chúng ta lưu ý cái phần mà độ phân giải của cái kênh displayman này, mặc định nó ra detail nó chỉ có là 256 như 256 thôi, rất ít nên nó không được chính xác các bạn. Và muốn chính xác thì bạn phải tăng lên 2000 như mấy đi, hiểu chưa? Nó sẽ bên và nhìn thấy bên tay phải nó sẽ chính xác hơn. Đó. Rồi. Còn nếu không mà không chỉnh trong đây á, thì trong cái phần common nè bạn, common là những phổ biến á, thì cái Simaphody shader này nó hiển thị là default của phần mềm, hoặc là bạn chỉnh trong đây cũng được. Bây giờ default chính là con số nào? Con số 128 ở đây nè bạn. Trong cái phần setting á thì chúng ta sẽ có cái phần mà trong phần setting nè bạn, chúng ta sẽ có cái phần mà default render size default nè bạn, có 128 nhân 128 nè, plot cho cái kênh displayman đây nè, thấy chưa, 128 là default đó, đây default đây, thấy chưa. Chúng ta muốn thay đổi cái độ phân giải cho chúng ta dễ nhìn hơn á, cho nó chính xác thôi, thì chúng ta phải dùng những cái từ 2000 trở lên, 1000 gì đó, thấy chưa. Rồi nhưng trong trường hợp này thì tôi chỉnh sửa trực tiếp trong cái phần độ phân giải của bức hình ta luôn. À, tôi chỉnh sửa trực tiếp trong độ phân giải bức hình ta luôn. Có nhiều cách ha. Ý ta là tôi muốn nói bạn biết chúng ta có nhiều cách để chỉnh cái độ phân giải cho nó, cái shader này cho nó chính xác. Chứ không thôi mặc định hồi nãy nó nhìn nó rất là nó như thế này thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết được là hình dạng nó như thế nào. Rồi. Trong đây thì tôi kiểm tra thử cái phần node của cái chất liệu này có vấn đề gì không. Ta xem hết những cái frame on. Thì đây chúng ta sẽ có cái chất liệu chúng ta nè bạn. Đây. Còn đây là cái ảnh bitmask chúng ta. Rồi ảnh bitmask chúng ta. Còn đây là cái phần butterfly thì không có gì. Chuyển sang dạng còn đây là cái phần mà tăng cường cái độ nổi gồ ghề đó bạn, displayman nè. Chúng ta tạo bằng cách thêm cái node này nè bạn. Node này nè. Đó, thì tăng cái độ gồ ghề thôi. Bạn muốn chỉnh thì bạn click vô đây, bạn sẽ tăng chỉnh cái lượng amount nè. Thấy chưa? Tăng ghề, gồ ghề lên hay nổi khói lên hay là bớt xuống vậy thôi. Rất là dễ. Tương tự gì bên ngoài, như bên ngoài đây cũng có phần detail nè. Level of detail là cái chi tiết, độ phân giải á. Càng cao thì càng rõ nét thôi. Rồi, chỉ đơn giản như thôi. Giờ tôi sẽ sẵn tiện cái video này thì tôi sẽ giới thiệu thêm một cái nữa cho chúng ta nắm rõ ha. Tôi có một cái file này. File này tôi chia sẻ chủ yếu là về cái phần nổi khói nè bạn, displayman thôi. Phía phần boom á, nổi khói thì tôi có một cái file như thế này các bạn. Cái file hiện tại thì bạn thấy là nó rất là trơn mịn các bạn. Bạn nhìn kỹ ha, tôi xây đối tượng ta nè. À, đây là cái gì ta? Giống như là cái những người thổ dân á, những cái cây cột bằng gỗ của người thổ dân các bạn. Để người ta thờ cúng hay là ta làm một cái nghi thức gì đó. Thấy chưa? Thì bạn nhìn kỹ cho tôi hiện tại những cái đối tượng này á, là nó rất là trơn mịn bạn, tại vì nó chưa có thêm cái phần mà chất liệu là giả gỗ bạn. Hiện tại nó chỉ là một cái khối hình trụ hay gì thôi, rồi chúng ta sẽ thêm màu nữa thôi. Thì thêm màu này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là cái màu này nè bạn, cái màu đây, cái bức ảnh này á. Giả sử như bạn đợi tên tí ha, tôi
Tôi sẽ cho các bạn xem cái bức ảnh này ở đâu. Bạn đợi tôi tí. Tôi nói cho bạn thêm cái phần đâu mất tiêu rồi. Để tôi mở bức ảnh cho bạn xem. Rồi bạn thấy trên màn hình ha. Cái bức ảnh này chúng ta dựa trên chức năng là tô màu body band thôi chứ không gì bạn. Thì bạn nào chưa biết thì chúng ta xem lại cái phần tôi hướng dẫn các bạn cái cách mà tô màu bằng tô màu body band ha. Bằng chức năng trước mắt thì bằng chức năng tự động thôi. Sau này chúng ta làm thủ công nữa. Body band đó chính là cái này nè. Không biết nói các bạn có nhớ kịp không. Trong cái kênh YouTube của tôi á, tôi hướng dẫn các bạn cái phần body band này là tô màu nhân vật á. Đây là tôi lôi ra cho các bạn xem. Body band tô màu nhân vật đây nè. Trong cái bài tập ứng dụng mà bài số 7 á bạn. Tô màu cho nhân vật có body band nè. Đây sẽ thực hiện cái việc tô màu như vậy các bạn. Sau khi tô xong thì chúng ta xuất ra một cái file ảnh như thế này. Này là định dạng PNG hay là JPEG gì đó tôi quên nè. Rồi, để chúng ta gán vô đây thì tự động nó sẽ nhận như vậy thôi. Thấy chưa? Rất là dễ. Rồi, thì sau khi nhận được rồi, giờ để ta tạo cho cái độ nhám cho cái đối tượng ta thì tạo độ nhám. Cái này là cái chất liệu của cái sàn nha bạn, cái floor sàn. Để tạo độ nhám cho chúng ta thì giả sử như tôi tạo mới một chất liệu mới đi. Chúng ta sẽ tạo độ nhám cho nó bằng cách là octane. Bạn lít trong đây, bất kỳ đây cũng được các bạn. Hoặc là bạn có thể là lít vào đây đây. Bạn tạo cho tôi octane material. Rồi, nó là ở đây nè ha. Cái này thì bạn lít mở lên. Chúng ta sẽ cho nó là loại lossy có độ bóng đi. Rồi tới phần dislimen nè. Chúng ta sẽ add dislimen. Sẽ chèn như đây một cái bức hình. Một bức hình ở đâu? Một bức hình ở đâu? Ta có thể là chèn vào đây một bức hình. Lost in May. Bức hình nãy tôi để đâu quên rồi. Bức hình, giả sử tôi lấy bức hình này đi. Tôi nhớ không lầm. Xin lỗi tôi lộn. Tôi chèn lộn. Chúng ta này là chỗ này kết cấu. Chúng ta phải lít vào đây nè. Chúng ta mới texture trong đây nè, chúng ta mới chèn hình ở trong đây, ta lộn ha. Hết rồi đây, ta chèn cái phần hình trong đây nè, nó mới ra. Nó thấy chưa? Rồi, thì bức hình này là cái gì thì tôi, để tôi mở lên cho các bạn xem ha, để được khi các bạn cũng không... Đây, thì bức hình này thật ra là chúng cũng tương tự như bên kia thôi, ta dùng chức năng body band á. Chúng ta hoặc bạn dùng Photoshop cũng được, body band đi. Ta cái nền, ta chuyển cái nền hơi xám xám mà sau đó chúng ta sử dụng cái bút tôi kéo dài xuống hơi lượng nè bạn, giải như là cái vân gỗ nó bị xứa gỗ như vậy đó bạn. Còn những cái này thật ra là những cái con mắt á, khi ta sử dụng body band á, ta làm cho cái con mắt nó sâu đậm hơn. Tại nguyên tắc cái phần nổi khối là những màu đen là màu lõm vào, nên tôi vẽ xung quanh những cái con mắt á cho nó đậm thêm tí. Đây là cái miệng nè ha, những cái này là hai, cái này là hai con, những con mắt hết á. Rồi thì sau khi chúng ta chèn được rồi á thì rồi sao nữa, ta sẽ ra ngoài, ta sẽ ra ngoài, rồi ta sẽ ra ngoài, ta mở cái phần phần note lên các bạn. Bạn áp lên nhân vật luôn cũng được, mà tôi thích dùng note hơn. Dùng note ha, thì bạn lôi cái này lên trên octane nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái note đây, thấy chưa, mở lên cái phần note. Ta lo cái này qua bên hông cho chúng ta dễ thấy. Rồi thì cái đối tượng chất liệu chúng ta nè. Còn đây là cái chúng ta đã cộng cái chất liệu này để ra ngoài. Tôi đặt tên đi để hồi nhìn rối quá. Cái này là torrent đây, còn cái này là octane. Ta lo cái này lên trên cái nhân vật của chúng ta là chính ở đây nè bạn. Ta lo cái này lên trên đây luôn. Rồi. Có cái gì đó sai. Tôi biết sai chỗ nào rồi bạn. Thì nếu các bạn làm hai cái note, hai cái chất liệu nó khác nhau thì bạn phải sử dụng cái phương thức là hòa trộn, nó mất công lắm. Giờ tôi xin lỗi, hay tôi làm lại một note thôi, một cái chất liệu thôi. Thì tôi sử dụng cái chất liệu này luôn. Ha, sử dụng trên cái chất liệu mà áp cái màu cho nhân vật rồi nè. Tôi thêm cái phần nổi khối trực tiếp lên trên đây luôn đi, cho đỡ mất thời gian. Tôi gộp nốt á, gộp đúng rồi, gộp nốt á.
thì bạn mở này lên, gộp cái chất liệu á. Thì tương tự nãy ta giờ cái phần displayment nè, ta đang ở cái nốt là tempo lên hay mà đây nè, phần mà thêm màu á, rồi ta lít vô đây làm lại tương tự thôi. Ta thêm cái phần hình ảnh hồi nãy ta làm lên, texture nè, lít vào đây cái phần ảnh nãy boom nè đó, rồi xong. Rồi xong đó bạn, ta vừa thêm được cái phần mà nổi khói displayment rồi đó. Nhưng mà bạn thấy như là trên hình nhân vật nó hơi bị sai sai đúng không? Bạn nhìn sai, sai thì thường sai này là do cái phần mà độ phân giải thôi bạn, như nãy ta nói á. Thì chúng ta quay lại cái phần displayment này, chúng ta kiểm tra cái độ phân giải sai nè. Thấy chưa? Cái bức ảnh này của chúng ta là chúng ta làm bên cái phần diffuse nè bạn. Diffuse nè bạn. Bức ảnh ở đây chúng ta tới độ phân giải tới 4000 mấy là bạn thấy chưa? 4096 nhân 4096 nhân 24, thấy chưa? Đó. Mà trong khi cái phần bức ảnh bên cái displayment này chúng ta chỉ có 256 nhân 256 thôi, nó bị sai nên áp vô nó bị lỗi gì. Chúng ta sẽ tăng cái độ phân giải cao lên. Tương ứng với nó thì ta tăng 4000, bên kia 4000 thì bên đây khoảng 4000. Rồi, mình đợi nó render một tí ha, nó hơi lâu một tí rồi nè. Nó cho tăng lên 4000. Hoặc là các phong cái phần common này bạn, bạn sửa cái default lại cũng được. Cái default đó bạn, cái default đó bạn có thể sửa lại gần 4000 coi, trông giống như bên kia cũng vậy. Một trong hai cách, bạn làm cách nào cũng được. Rồi chứ tôi cho default lên đi, còn cái phần display này tôi sẽ cho nó lại 4000 là được rồi. Lưu ý hay cho 4000 ha. Rồi. Trong đây nó còn thêm một cái lỗi nữa là trong mặt bên cạnh cái việc mà detail độ phân giải á, thì chúng ta kiểm tra cái amount này, cái khoảng cách nữa nè bạn, 10 cm nè, chúng ta sẽ chỉnh giảm cái này xuống cho nó nhỏ lại bạn, cho nó chi tiết nó nhỏ lại. Thì chỉ các bạn có thể là chỉnh sửa là 1 đi, bạn nhập trực tiếp cho đây cho mau, thì bạn nhập lại thì bạn thấy nó render đúng rồi đó ha. Thì bạn làm ở trong đây cũng được, hoặc là bạn bật cái chế độ node lên thì bạn chỉnh sửa trong đây nè, bật nó lên nó cái nốt này thì nó hơi nhỏ tí, tôi sẽ cho bạn xem view Raymon. Rồi thì đây là cái chất liệu chúng ta nè bạn, là cái chính. Rồi còn đây là những cái mà chúng ta thêm nãy giờ, tôi thêm nè, ta thêm cái phần ảnh mà để chúng ta sơn màu nè, còn cái này là cái phần mà để chúng ta thêm để nó nhám. Còn nhám là rau nẹt các bạn. Còn cái mà nãy chúng ta vừa thêm chính là cái ảnh bitmask mà chúng ta thêm những cái vân gỗ xới xới vô nè. Thấy chưa? Nhưng mà thường chúng ta không có thêm trong bằng bitmask trong đây, mà chúng ta sẽ tự tạo một cái node image texture. Thấy chưa? Thường ta sẽ tạo bên trong đây, chúng ta không có thêm cái ảnh bitmask, nó dễ bị vỡ lắm. Trong cái image texture đây nè, chúng ta mới nhấp vào đây, chúng ta mới thêm ảnh vào đây. Cái ảnh này giả sử tôi copy cái đường dẫn bên đây đi ha. Copy đường dẫn ở đây nè. Rồi tôi copy đường dẫn này, click vô đây, tôi copy. Bên xuống bên này tôi copy lại cái đường dẫn file đây. Cái đường dẫn vị trí thôi bạn. Đó, thì cái chất liệu mà nãy tôi làm á, cái ảnh mà nãy tôi làm cho nó có vân sớ, vân gỗ á, thì tôi làm cách trong đây là tôi copy cái đường dẫn thôi chứ không có gì. Rồi tôi sẽ cho nó kết hợp với cái displayment. Cái displayment là cái mà nãy tôi vừa làm cho các bạn á, cái việc mà nó nổi khói á. Đó, giờ khi tôi vừa làm thì bạn nhìn cái phần ý. Phần cái đối tượng này nó đã có cái vân gạch gọc xuống rồi bạn, như gỗ nó bị tét ra gì đó, gỗ mà để ngoài nắng lâu ngày á, nó tét ra rồi đó, thấy chưa? Đó. Thì cái displayment là nãy tôi vừa thêm cái phần mà không, thì tôi làm lại cho bạn xem nè. Hồi nãy là tôi làm bên cái phần node, ôi xin lỗi, làm bên cái phần chỉnh ở bên ngoài. Giờ trong đây tôi làm bên cái phần node nè. Phần node là tôi sẽ thêm đây. Có nhiều cách ha, một là bạn làm bên ngoài, bạn làm bên ngoài ở đây nè, bạn chỉnh ở trong đây là bạn add displayment. Hoặc là cái cách nữa là tôi thường hay làm trong bằng node, nó trực quan hơn bạn, nó dễ, nó trực quan hơn, linh động hơn. Displayment đây. Rồi ta sẽ cho đây, kết nối dưới đây. Node này chúng ta sẽ kết nối displayment trong đây. Rồi, như vậy thôi bạn. Nó thì tương tự như nãy nó cũng sẽ bị lỗi đúng không? Lỗi đó là do chúng ta tùy chỉnh được phân giải, hiện tại nó đang quá thấp. Ta phải tăng lên, quá thấp so với cái thằng mà image texture trên đây. Cái này nó tới 4000 lần. 4000 mấy lần thì cái hàng dưới đây chúng ta phải cho nó tăng lên 4000 mấy, tương ứng với nó thì nó mới không bị lỗi. Cái thứ hai là cái amount này hiện tại cái khoảng cách nó lớn quá, chúng ta phải giảm xuống khoảng chừng 1 thôi. Thấy chưa? Cái khoảng cách mà của cái việc mà nổi khói nó làm lớn quá, chúng ta phải giảm xuống, càng nhỏ thì càng chi tiết.
thì nó càng chính xác. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Thì bạn cho thấy là tôi sẽ bật tắt thử cho bạn xem nè. Thấy chưa? Mặt nghịch nó là trơn mịn. Lôi vào thì nó sẽ là sứ gỗ. Rồi ha. Thì để cho nó trông sống động hơn nữa thì tôi làm thêm một bước nữa các bạn. Chúng ta kết hợp thêm cái phần bum nữa. Chúng ta làm thêm cái phần bum nữa. Rồi bạn thấy chưa? Ta sẽ phóng to lên cho bạn dễ thấy. Rồi, bạn sẽ thấy nè, cái normal này là bình thường quá rồi, nó chỉ làm nhám thôi. Thì nhám tôi sử dụng cái rau nẹt trên đây nè. Tôi sử dụng cái rau nẹt đây cho nó nhám thôi. Còn cái Disleyman chính là cái mà tôi làm cho những cái đường gạch sọc nè. Tôi bật tắt lại làm từ từ ha. Đây, xuất hiện những cái đường sọc lớn, thấy chưa? Nó là Disleyman. Rồi tôi sẽ kết hợp đây, tôi làm cho những cái đường sọc nhỏ, bùm, chi tiết hơn. Thấy chưa? Đó là chúng ta kết hợp cùng lúc hai cái vừa Disleyman vừa bùm thì trông nó giống thực tế hơn, giống như cái khư gỗ hơn. Rồi. Thì cái nốt thì nó rất hay ở chỗ đó các bạn. Bạn phải linh động sử dụng nó. Phát tán nè, chúng ta thêm màu nè, rồi thêm độ nhám nè, thêm cái độ bóng nữa nè. Bùm nổi khói nè, nổi khói chi tiết nè, nhỏ. Còn Disleyman là những cái mà nổi khói lớn nè, lần cắt lớn nè. Nó mô thì nó nhám nhám thôi. Opacity là làm cho nó trong suốt nè ha. Rất là dễ, những cái nốt này bạn làm từ từ rồi bạn quen, bạn sẽ cảm thấy thích nó. Chỉ việc lít và lôi thả thôi, chỉnh một vài thông số trong đây thôi. Rồi, thì video này tôi chỉ vậy thôi. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn tập trung vô cái phần mà Disleyman thôi. Và cái phần bùm và phần nổi khói của cái chất liệu, hai cái kênh nó của chất liệu trong cái trình Octane Render. Rồi video này đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com.